nguy hiểm về sinh mạng, tài sản của người khác. Rất nhiều sự cố giao thông đều có liên quan với điều gì? Liên quan đến việc uống rượu. Rượu làm loạn tánh, rượu sẽ tạo thành hậu quả không thể thu hồi. Thế nên từ nhỏ không nên uống rượu. Đương nhiên rượu có khi dùng làm thuốc, như thế thì không sao. Ở một vài địa phương quá lạnh, họ thường uống một ít rượu để thúc đẩy máu huyết tuần hoàn. Đương nhiên ở Đài Loan chúng ta không cần thúc đẩy máu huyết lưu thông. Đài Loan chúng ta là đảo quý, bốn mùa như mùa xuân, không đến nỗi quá lạnh. Ngoài rượu không được uống ra, một vài vật không tốt cũng nên tách rời nó. Ví dụ thuốc cũng không nên hút, hại thân thể. Không chỉ hại thân thể, lại như thế nào? Nguy hại sức khỏe của người khác. Quý vị thấy người hút thuốc không mắc bệnh ung thư phổi, thì vợ con họ mắc bệnh ung thư phổi. Có khả năng này chăng? Có. Họ hít vào thì cũng phải nhả ra. Và những người thân này của họ hít vào nhưng không nhả ra. Đích thực chúng ta là sinh hoạt quần thể. Hành vi của một người nhất định tạo thành ảnh hưởng cho người khác. Rốt cuộc chúng ta muốn ảnh hưởng tốt hay là muốn ảnh hưởng xấu? Đương nhiên người cần phải có chí khí, nhất định phải làm ảnh hưởng tốt. Có một lần tôi đi xe buýt ở Hải Khẩu, nhìn thấy một người đang hút thuốc. Phải làm sao? Quốc gia hưng vong. Tuy tôi ở xứ người, chỉ một mình không có người thân, nhưng cũng cần có chánh nghĩa. Nên tôi đã đến xin anh ta đừng hút thuốc. Thật ra họ chưa học đệ tử quy. Hữu tâm phi, danh di ác. Rõ ràng trên xe buýt đều viết gì? Cấm không được hút thuốc. Nhưng nếu tôi đến nói với anh ta, ông không biết chữ sao? Như vậy có thể tôi sẽ nguy hiểm. Nên tôi đi đến nói với anh ta, anh à, thật ngại quá, tôi bị bệnh suyễn. Có thể đừng hút thuốc chăng? Có thể ông này chưa từng gặp qua người nào khuyên mình không hút thuốc. Nhất thời không biết nên làm thế nào, nên đột nhiên muốn nổi giận với tôi. Lại không muốn giận, nên cứ ầm ừ nói không rõ ràng. Tôi thấy anh ta có chút giận, tôi liền duy trì sự hòa nhã với anh ta. Nên chậm chậm quay mặt qua, tiếp tục ngồi xe đi. Nhưng tôi tin rằng nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mới đầu tôi đã dùng tâm chân thành của mình khẩn cầu họ. Thiện căn của anh ta nhất định hiển lộ ra mà không hút thuốc nữa. Bắt đầu đánh thức sự giác ngộ của anh ta. Một lúc sau tôi hít nhẹ một chút. Không còn mùi thuốc nữa. Xem lại thì anh ta không còn hút thuốc. Khi xuống xe, có hai người bạn đi cùng xe với tôi. Họ nói với tôi, người hút thuốc đó liếc anh hai lần, tức là lén lén liếc tôi. Lúc này thần khí định tĩnh của chúng ta sẽ kích thích lòng hổ thẹn của anh ta. Ông ta liếc mấy cái rồi tắt thuốc không hút. Đích thực nếp sống của xã hội đều dựa vào sự áp dụng của mỗi người. Khi các thầy giáo ở trung tâm chúng tôi nghe xong nói,
anh ta cũng rất có sứ mạng. Phải khuyên người ta không nên hút thuốc. Có một hôm anh ta đi xe buýt, nhìn thấy một người hút thuốc, lập tức đi đến nói với họ: "Anh ơi, tôi bị bệnh suyễn." Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Xin họ đừng hút thuốc. Anh đó lập tức tắt thuốc. Anh ta vừa ngồi xuống, đột nhiên có thêm người nữa lấy thuốc ra. Anh ta lại đi đến khuyên người kia. Người kia cũng tắt thuốc. Khi bắt đầu ngồi xuống thì có mấy người lên xe. Thêm người thứ ba lấy thuốc ra. Trong lòng anh ta nghĩ, phải chăng ông trời muốn thử thách tôi có thật sự quyết tâm hay không? Anh ta liền đến nói với người kia đừng hút thuốc. Nào ngờ người thứ tư lấy thuốc ra, nhưng người thứ nhất lại la người kia không được hút thuốc. Nếu tâm chúng ta kiên định, mới có thể thức tỉnh tâm đức nơi công cộng của người khác. Vì vậy không nên coi thường sức mạnh của mình. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Bộ Tùng Dung lập đoan chánh, ấp thâm viên, bái cung kính, vật tiễn dực, vật bả ỷ, vật giao bể. Câu này chủ yếu nhất là hướng dẫn một người đứng có tư thế đứng, ngồi có tư thế của ngồi. Các bậc tổ tông của chúng ta cũng đã làm một ví dụ rất tốt để nhắc nhở chúng ta, gọi là đứng như tùng, nằm như cung, đi như gió, ngồi như chuông. Thật ra thói quen này chính là đạo pháp rất tự nhiên, tốt nhất cho thân thể. Vì đứng như tùng nên cột sống của quý vị rất thẳng, mới không tạo thành dẹo cột sống. Hiện nay người bị gai xương có nhiều chăng? Rất nhiều. Vì sao vậy? Chư vị có cơ hội đến bến xe buýt xem thử là biết. Một hàng người sắp hàng để chuẩn bị lên xe. Mỗi người đứng như thế nào? Đều không giống nhau. Đều là đứng nghiêng một bên rất nhiều. Hiện nay chúng ta thấy rất nhiều thanh niên xương cốt giống như mềm nhũn vậy. Nhìn thấy vật gì cũng muốn dựa. Thế nên lâu ngày xương cốt bị cong. Thế hệ trước chúng ta dạy con cái đứng không nghiêm chỉnh là bị phạt ngay. Cầm đũa không đàng hoàng lập tức bị gõ. Nên những thói quen này đã nuôi dưỡng từ nhỏ, khi lớn lên sẽ rất tự nhiên. Từ nhỏ không tập được, lớn lên sẽ rất cực khổ. Quý vị có nhìn thấy tôi rất cực khổ chăng? Tôi chính là không làm được đứng như tùng. Thế nên các bạn, sau này thấy lưng tôi bị gù thì đừng khách sáo. Đem Như Lai thần trưởng của quý vị ra cảnh tỉnh tôi một chút. Phải chăm sóc tốt thân thể này, như vậy mới có thể không có lỗi với cha mẹ, vậy không có lỗi với những người ủng hộ chúng ta, thương yêu chúng ta. Thế nên đứng như tùng. Đứng như thế nào mới đúng tiêu chuẩn, mới tốt? Hôm nay tôi làm mẫu, quý vị không nên để bụng. Đứng như vậy, người nam đứng chân và vai rộng bằng nhau, ngực phải thẳng. Khí thế này gọi là đổi trời đạp đất. Nếu quý vị như vậy mà đi đàm phán với người khác hoặc bàn việc buôn bán, người ta thấy quý vị khí vũ phi phàm, rất đáng tin cậy. Nếu hôm nay quý vị đi đàm phán
lưng thì cong xuống, nói hôm nay chúng ta bàn về một hợp đồng lớn. Đối phương sẽ không có chút hứng thú nào. Thế nên oai nghi này cũng khiến người khác có thể tín nhiệm. Nên chân rộng ngang với vai, đầu không nên ngẩng cao quá. Như vậy không tốt cho huyết quản ở sau. Nhìn thẳng ở trước. Trước khi đàm phán với người khác, phải đứng nghiêm chỉnh và quán tưởng trước mặt là biển nước mênh mông. Tâm tôi sẽ giống như nó vậy. Đây là cách đứng của nam giới. Nữ giới thì sao? Nữ giới là đứng một chân trước, một chân sau. Có thể đứng như vậy. Còn tay nên để như thế nào? Khiến người ta nhìn thấy cảm giác muốn nghe thử xem. Hoặc có thể đứng thẳng trực tiếp như vậy. Quý vị thấy khi người ta thi người đẹp, những cô gái dự thi đều đứng rất đoan trang. Điều này cũng rất quan trọng. Đây là tư thế đứng. Đứng như tùng, nằm như cung. Khi nằm, chúng ta nghiêng về bên phải. Nếu như quý vị nghiêng về bên trái, sẽ đè lên tim mạch và bao tử, khiến quý vị không được thoải mái, nên nghiêng về bên phải. Thật ra như vậy là tốt nhất cho thân thể. Nằm như cung, đi như gió. Gió ở đây chính là tốc độ rất nhanh, nhưng tiếng bước chân không lớn. Nên bình thường chúng ta cũng phải bước đi nhẹ nhàng. Thường vào thời gian hơi muộn, nghe bước chân hàng xóm đi lên cầu thang, tiếng bước chân nghe rất lớn. Nhưng chúng ta nên thông cảm cho họ, vì họ cảm thấy cuộc đời quả thật rất vất vả. Quý vị lập tức đem đệ tử quy giới thiệu cho họ, họ mới biết được nuôi con không đến nỗi khó khăn như vậy. Nên hành vi động tác của chúng ta cũng phải thường quán chiếu được, có tạo thành gánh nặng cho người khác chăng? Đây là đi như gió. Khi đi, nam giới bước hai bên thuận theo một đường thẳng. Nhưng nữ giới thì đi trên một đường thẳng. Như vậy sẽ hiển lộ sự ưu nhã. Khi nam giới bước đi, vai không nên lắc qua lắc về. Bước đi như vậy, người ta nhìn thấy mắt cũng hoa. Tiếp theo là ngồi như chuông. Ngồi như chuông, chúng ta làm mẫu thử xem nên ngồi như thế nào. Tôi thử làm mẫu xem nữ giới ngồi ra sao. Khi ngồi, nữ giới ngồi hai chân phải khép lại, tay phải đặt lên trên tay trái, sau đó nhẹ nhẹ để lên trên đùi trái. Quý vị cảm thấy tôi có thể gã đi được chăng? Có một thầy giáo, ông ta mở trường dạy đàn tranh. Ông đối với nhân viên của mình đều có huấn luyện về lễ nghi. Nên khi tọa đàm với gia trưởng, rất nhiều phụ huynh của học sinh cùng đến dự hội. Một hàng thầy cô giáo của họ đều ngồi như vậy.
dự hội xong, những phụ huynh này đều nói: thầy Lý à, nhân viên của ông tìm ở đâu? Sao lại đoan trang như vậy? Trong quá trình mở hội, khi mới bắt đầu, có rất nhiều bà mẹ ngồi rất tùy tiện, tư thế nào cũng có. Điều này tôi không cần làm mẫu. Nhưng khi nhìn thấy tất cả thầy cô giáo đều ngồi đoan trang như vậy, nên những gia trưởng này vốn là dựa lui sau, bắt đầu ngồi thẳng lên. Vì vậy, ảnh hưởng của hoàn cảnh đều là thay đổi ngầm. Chúng ta ngồi có tướng ngồi. Nếp sống của gia đình quý vị mới ngồi có tướng ngồi. Nếu như khi ba quý vị ngồi, chân gác lên trên bàn, như vậy con quý vị có thể học tật xấu đó. Các vị phụ huynh lại nói: đem bọn trẻ giao cho quý vị, chúng tôi rất yên tâm. Quý vị xem ngôn ngữ hành vi của chúng ta, nghi dung của chúng ta đang gia tăng tín nhiệm của người khác đối với chúng ta. Ngày mai chúng ta làm mẫu nam giới nên ngồi như thế nào? Cảm ơn mọi người.